Vào sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng thành viên đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm cũng có buổi thăm và làm việc tại Trung tâm Y tế quận Cái Răng. Tại Cái Răng, tỷ lệ nhiễm HIV trong quan hệ đồng giới nam tăng từ 12% năm 2018 lên 16% năm 2022. Hiện quận đang điều trị ARV cho 1.195 bệnh nhân, điều trị methadone 69 bệnh nhân. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo các bộ ngành đánh giá cao kết quả đạt được của ngành y tế quận Cái Răng trong công tác phòng chống HIV/AIDS, điều trị methadone thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn của địa phương về nhân sự y tế dự phòng, thiếu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm để theo dõi điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS.